các bạn đã quay trở lại với Bốn Bánh Auto. Và hôm nay thì trời ngoài Bắc đang mưa khá là lớn, và tôi tiếp tục quay video như giới thiệu đến quý vị các bạn một con xe vừa mới về tại salon, và đó là dòng Ford Ranger, dòng bán tải. Và con xe này là con xe sản xuất vào năm 2008, bản XL. Thì như đã bạn đã biết thì dòng Ford Ranger này thì nó có nhiều bản, trong đó thì nó có bản XLT, bản Wintrax và bản XL. Thì đây là xe bản XL, đó là xe bản thiếu của dòng Ford Ranger này. Con này là một con xe màu đen, mang biển số 26. Và bản XL so với bản XLT thì bản này nó thiếu, thứ nhất đó là về la răng, thì la răng bản XLT đó là la răng đúc, còn con này thì đây của nó vẫn đây, bản đúng của nó thì nó là la răng sắt thôi. Tuy nhiên con xe này thì nó cũng đã có độ lên la răng đúc, còn bản XL thì đó là bản thiếu, thì nguyên bản của nó đó là la răng sắt. Đây là phần lốp phía sau. Các bạn có thể thấy thì là phần thân vỏ bên ngoài, thì tôi vừa quay cho quý vị các bạn, thứ nhất là phần sơn xi của nó thì vẫn hoàn toàn khá là nguyên bản, cũng như là phần thân xe thì không bị móp méo phần nào cả. Đây là thiết kế bên trong nội thất. Đây, các bạn có thể thấy thì phần đây là phần áo ghế, nó được trang bị thêm áo ghế, và phần áo ghế này của nó nhìn vẫn còn khá tốt. Đây là phần thành thùng phía sau này. Thì khi mà chúng ta xem những cái dòng xe bán tải thì cái thùng nó là một trong những phần nó khá là quan trọng, bởi vì thùng nếu mà con nào nó chở nặng, chở nhiều thì thùng nó hay bị móp méo. Và con xe này nó cũng được trang bị thêm nót thùng rồi. Đó. Đây, thì thấy phần nót thùng của nó thì nhìn vẫn khá là tốt này. Đó, nó không bị xích sát thủng phần nào cả. Đó, và xem khi mà chúng ta lựa chọn con xe bán tải thì phần thứ nhất là phần thùng, như tôi đã quay cho quý vị các bạn, đó là một phần khá quan trọng. Thứ hai đó là phần gầm, vì bán tải thì đó là thường xe chở hàng, nên là cái phần gầm xe thì nó đi đường, cung đường nó có thể là đường khó đi thì nó có thể bị mối mọt. À, chúng tôi sẽ quay phần gầm cho quý vị các bạn. Nếu các bạn có thể thấy thì tôi vừa mới quay phần gầm con xe này đến cho quý vị và các bạn. Ok, dòng bán tải thì phần gầm nó cũng là một trong những cái phần nó khá là quan trọng để lựa chọn một con xe có tốt hay không. Phần thùng, phần gầm cũng như phần máy của dòng bán tải đó là những cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý chính khi mà chúng ta lựa chọn những con xe bán tải. Đây là thiết kế bên trong nội thất. Đây là một xe hai cầu này. Đây là cầu của nó. Đây là cửa số. Thì hiện tại con xe 2008 này thì giá bán hai cầu và giá bán của nó hiện tại là khoảng 255 triệu. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một con xe bán tải và nó còn khá tốt. Phần thùng cũng như phần gầm và máy móc thì chúng tôi đã kiểm tra và cũng như vừa quay cho quý vị và các bạn. Tí nữa chúng tôi sẽ ra quay đến phần máy của con xe này. Thì nó vẫn còn khá là tốt, hoàn toàn có thể cho quý vị và các bạn lựa chọn để phục vụ cho công việc. Hoặc là cũng nó cũng là một dòng xe mang 5 chỗ và chúng ta hoàn toàn cũng có thể chở người. Đây là phần trần.
Xe này vừa về buổi sáng ngày hôm nay và cũng chưa cho đi dọn dẹp gì cả. Phần nội thất của nó thì nhìn vẫn khá tốt. Phần nào mà ví dụ sơn sứt sát thì chúng tôi sẽ cho đi sơn tỉa, hoặc là phần nội thất bị bẩn thì được đánh rửa dọn dẹp. Nên tôi vẫn quay luôn cho quý vị và các bạn một con xe vừa mới về vào buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta có những cái tư liệu tham khảo. Ghế sau thì với cái khoản tiền trên 200 triệu và xe hai cầu thì cũng khá nhiều bác có nhu cầu về cái dòng xe như thế này, để mục đích chính nó là chở hàng, chở đồ, và khoản tiền nó bỏ ra nó cũng không lớn lắm. Đó, thì 255 triệu chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu con xe đời 2008, và xe vẫn còn khá tốt, gầm bệ, máy móc thành thùng. Đó, vẫn hoàn toàn là nguyên bản. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về phần máy của con xe này. Và đây là máy của con Ford Ranger đời 2008 này. Và như tôi đã vừa mới nói thì con xe này vừa mới về vào buổi sáng ngày hôm nay và xe chưa được cho đi chọn dọn dẹp gì cả. Nên là thứ nhất là về phần nội thất và phần máy của nó thì nhìn vẫn hơi bẩn. Tuy nhiên thì sau video này thì nó sẽ được cho đi dọn dẹp thì nó sẽ sạch sẽ và đẹp hơn. À, các bạn có thể nhìn qua đến phần máy của con xe này. Nhìn máy của nó đây. Phần ốc như này nhìn nó vẫn còn khá là sáng này. Thân máy nhìn vẫn khá sáng. Xe không bị chảy dầu. Về nói chung về kiểm tra những cái phần của tổng thành của một con xe bán tải thì đây là một con xe cũng được đánh giá khá là tốt. Thứ nhất về phần gầm, máy, thùng, thân vỏ vẫn hoàn toàn là nguyên bản, xe hoạt động rất tốt. Đó, bảo hành luôn cho quý vị và các bạn khi mua xe tại salon thì đó là xe hoàn toàn không bị đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đó, những bảo hành khi mua xe tại salon của Mạnh Ô Tô. Đây là tôi sẽ quay phần keo chỉ cho quý vị và các bạn. Thì đây là video mà tôi vừa quay cũng như giới thiệu đến quý vị và các bạn một con Ford Ranger đời 2008, xe hoàn toàn nguyên bản bản XL, và con xe này hiện tại giá của nó vào khoảng 255 triệu, xe số sàn hai cầu. Và nếu quý vị và các bạn có nhu cầu về dòng xe này thì có thể liên hệ đến số điện thoại tôi để bên dưới, hoặc đến trực tiếp tại salon tôi có thể tư vấn cho quý vị và các bạn hoàn toàn miễn phí. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.